Khi UEFA quyết định nâng số độ tham dự từ 16 lên 24 đội tuyển quốc gia dự Euro, nó đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, chủ yếu là phản đối. Những chuyên gia online cho rằng tính cạnh tranh của giải đấu sẽ giảm đi. Họ sợ kịch bản một nửa số thành viên của UEFA dự giải sẽ biến vòng chung kết Cúp châu Âu trở thành mớ hỗn độn, nồi lẩu thập cẩm, nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng những người đứng đầu UEFA thời điểm đó đều rất hồ hởi và tin vào thành công của giải đấu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu lúc bấy giờ Michel Platini cho biết: "Hãy nhớ rằng khi tôi vô địch châu Âu năm 1984 thì vòng chung kết chỉ có 8 đội. Điều đó cho thấy không có bằng chứng nào về việc giải đấu với 8 đội hay hơn là 16 đội, hay giải đấu có 16 đội sẽ hay hơn giải quy tụ 24 đội, 32 hoặc thậm chí là 54 đội bóng. Bản thân tôi không lo lắng về việc tăng số lượng sẽ làm giảm chất lượng. Một giải đấu hay thì cần phải có sự hiện diện của đầy đủ các ngôi sao lớn. Thể thức 24 đội khiến hầu hết tất cả các đội bóng sở hữu cầu thủ tên tuổi trong đội hình đều sẽ giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Không còn cảnh như đội bóng lớn vô tình xa cơ lỡ bước như trường hợp của đội tuyển Anh năm 2008, hay một số đội tuyển có cầu thủ đẳng cấp nhưng phần còn lại thì quá yếu như xứ Wales đã từng trước đây với Ryan Giggs trong đội hình. Khi số lượng đội bóng tham dự nhiều hơn, đồng nghĩa với việc các đội tuyển không thể dự giải thường sẽ rơi vào nhóm kém nhất châu Âu. Sự vắng mặt của họ dĩ nhiên chẳng khiến ai cảm thấy tiếc nuối, và nó cũng tăng cơ hội cạnh tranh cho nhóm các đội tuyển quốc gia trung bình khá ở chiến dịch vòng loại. Ví dụ như Hungary đã xuất sắc loại Iceland, đội tuyển từng tạo nên rất nhiều điều thú vị tại Euro 2016. Không thể phủ nhận, trình độ bóng đá châu Âu đang tăng nhanh. Các đội tuyển không giàu truyền thống đều sở hữu những ngôi sao thi đấu ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu. Na Uy là một ví dụ, họ không thể giành vé dự Euro 2020, nhưng lứa cầu thủ hiện tại được cho là rất tài năng của đội bóng Bắc Âu, gồm những ngôi sao quen mặt thuộc tên với hầu hết người hâm mộ trên toàn thế giới. Và UEFA nhận ra sự phát triển đó, họ là cơ quan quản lý điều hành bóng đá châu Âu. Con mắt nhìn nhận của họ rõ ràng tinh tường hơn nhiều so với những chuyên gia online cào phím chém gió. Số lượng đội tham dự Euro tăng lên, đồng nghĩa giải đấu sẽ ít bỏ sót tài năng lớn ngồi nhà, tạo thêm những sắc màu tươi mới. Hãy nhìn những gì mà Iceland, xứ Wales làm được tại Euro 2016. Chúng ta có thể thấy Euro 24 đội hấp dẫn, đa dạng thế nào. Những trường hợp như Hungary, Bắc Macedonia cũng là minh chứng cho sự hấp dẫn của Euro. Một đội bóng đã xuống cấp trầm trọng trong nhiều thập niên qua vẫn đầy kiêu hãnh để cầm hòa đội tuyển Pháp hùng mạnh. Làn gió từ quốc gia non trẻ Bắc Macedonia cũng khiến chúng ta yêu hơn giá trị về tinh thần dân tộc. Họ có thể yếu nhưng không cam chịu, luôn chiến đấu trước các đối thủ mạnh hơn vì màu cờ sắc áo quê hương. Xứ Wales có lẽ chẳng thể có vé dự Euro 2016 nếu như thể thức 16 đội vẫn được giữ nguyên, và câu chuyện kỳ tích của họ sẽ không bao giờ diễn ra. Sự hấp dẫn của vòng chung kết Cúp châu Âu tới từ việc luôn xuất hiện bất ngờ xuyên suốt lịch sử giải đấu. World Cup chưa từng chứng kiến một đội tuyển ngựa ô nào lên ngôi vô địch, những đội bóng đăng quang đều là thế lực lớn từ trước đó. Còn ở Euro, chúng ta luôn được chứng kiến những câu chuyện đặc biệt như tiệp khắc vô địch năm 1976, Đan Mạch 1992 hay Hy Lạp năm 2004. Khi bất ngờ diễn ra tới 3 lần trong suốt 15 kỳ giải đấu từ năm 1960 tới 2016, thì chứng tỏ nó đã trở thành bản sắc của giải đấu, cũng như phản ánh chất lượng tương đối đồng đều của bóng đá châu Âu. Thành phần 24 đội tuyển quốc gia dự Euro 2020 chứng kiến các đội bóng đều sở hữu những tuyển thủ đang thi đấu ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu, không nhiều thì ít. Điều đó cho thấy một châu Âu không biên giới đang dần xích lại nhau về mọi mặt, và trong đó có bóng đá. Dĩ nhiên, những đội bóng nhỏ không thể tạo nên bất ngờ lớn. Nhưng tính từ Euro 2016 tới trước khi vòng loại trực tiếp Euro 2020 diễn ra, chúng ta luôn được chứng kiến các trận đấu hấp dẫn, kịch tính, chứ không có sự chênh lệch đẳng cấp một trời một vực như nhiều người đã lầm tưởng. Những sắc màu văn hóa từ trên khán đài cũng làm phong phú thêm cho vòng chung kết Euro. Người Iceland trong lần đầu tiên dự Euro vào năm 2016 đã mang phong cách cổ vũ kiểu Viking trở thành trào lưu trên toàn thế giới, dù cho trước đó ở Ligue 1 đã từng chứng kiến điều đó. Song phong cách cổ vũ đặc sắc này diễn ra ở sân khấu bóng đá lớn bậc nhất thế giới là cách quảng bá tốt hơn cho nó. Hình ảnh từ khán đài của sân Puskas Arena trong trận hòa 1-1 của Hungary và Pháp đã trở thành chủ đề được bàn tán rất nhiều. Trong lúc đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, thì sự sôi động này càng trở nên giá trị. Không chỉ đẹp cho bóng đá, mà nó còn cho thấy rằng chúng ta sẽ đối mặt, quyết không sợ hãi trước con virus chết tiệt đó. Màu cờ sắc áo tổ quốc, tinh thần dân tộc là giá trị lớn nhất của các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia. Hãy nhìn người Bắc Macedonia tự hào hát vang bài quốc ca, phất cao lá quốc kỳ trước toàn thế giới là hình ảnh quá đẹp về độc lập dân tộc. Họ từng chịu nhiều khổ ải, phải chấp nhận đổi tên quốc gia trước sức ép từ láng giềng Hy Lạp.
nhưng đội bóng bé nhỏ đó đã giành vé dự Euro 2020, trong khi Hy Lạp, cùng quốc gia sở hữu họ trong Liên bang Nam Tư cũ là Serbia thì không thể. Champions League đã bị phân hóa rõ ràng bởi sự giàu nghèo, hầu như chẳng có chỗ cho sự bất ngờ. Vậy nên, nếu kỳ giải đấu cấp đội tuyển quốc gia 4 năm một lần cũng như vậy, xem ra nó chẳng có gì khác so với thứ bóng đá mà chúng ta vẫn hay theo dõi hàng tuần. Một ngày hội bóng đá đúng nghĩa phải là nơi hội tụ của nhiều nền bóng đá khác nhau, đa sắc màu. Phần lớn chúng ta từng kịch liệt phản đối UEFA Super League, thì tại sao khi Liên đoàn bóng đá châu Âu muốn tăng cơ hội cho các nền bóng đá nghèo, đa phần lại phản đối lúc ban đầu? Nên nhớ, người Nam Mỹ muốn tăng số lượng để tạo thêm sự hấp dẫn cho Copa America cũng không thể. Bắc Mỹ, khu vực châu Á, châu Phi tăng thêm số đội thì chắc chắn sẽ gặp phải tình trạng sự phân hóa đẳng cấp rõ ràng giữa một số cường quốc châu lục và rất nhiều kẻ nhược tiểu. Chỉ người châu Âu mới đủ khả năng tăng số lượng đội tham dự mà không lo về chất lượng bị suy giảm. UEFA biết rõ và nhìn được điều đó, vậy nên họ mạnh dạn đổi mới mà chẳng lo bị gạch đá. Thực tế đã chứng minh cách nhà tổ chức của Liên đoàn bóng đá châu Âu không sai. Họ là lục địa có nền bóng đá mạnh, đồng đều nhất. Những gì diễn ra từ Euro 2016 thêm lần nữa tăng thêm uy tín, sự hấp dẫn cho vòng chung kết cúp châu Âu. Giải đấu Euro 24 đội không hề kém cạnh với bất cứ yếu tố nào so với Euro 16 đội đã rất thành công trước đó. Một châu Âu không biên giới và bóng đá châu Âu cũng không tồn tại cách biệt. Vậy còn bạn thì sao? Ý kiến của mọi người thế nào thì hãy cho tôi biết trong phần comment nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi, hãy bấm đăng ký để tiếp tục ủng hộ tôi nha. Ok, xin chào cả nhà.